Chào mừng các bạn đã đến với Audio Lab. Bên cạnh tôi đang là anh Minh, và đây cũng là một nhân vật cũng đã khá quen thuộc với tất cả chúng ta, bởi vì anh Minh cũng đã cùng tôi dẫn ít nhất là 3 video tại AV Show, tại High End Show. Và đây sẽ là một video mà anh Minh sẽ tới đây để cùng tôi chia sẻ nhiều hơn về những sản phẩm loa của Bowers & Wilkins trong series 700 S3 mới được ra mắt với toàn luôn. Xin chào anh Minh. Chào, chào Ngọc. Chào tất cả mọi người, mình là Minh, đại diện cho công ty Đồng Thành Phúc. Thì hôm nay mình và Ngọc sẽ cùng nhau chia sẻ một chút về những cái công nghệ nổi bật của dòng 700 Series S3 mới của Bowers & Wilkins. Và để không mất thời gian quá nhiều vào phần mở đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chính ngay bây giờ. Nói nhanh về những thiết bị nằm trong dòng 700 Series S3 thì Audiophile đã mất một khoảng thời gian khá dài để chờ đợi những sản phẩm này. Và em thấy rằng khi mà những sản phẩm trong series 700 S3 được đưa ra ấy, thì nó đã mang lại rất nhiều những ấn tượng, và bản thân em thì cũng đã bị ấn tượng khi mà nhận được thông cáo báo chí về những công nghệ được mang lên đây. Thì bây giờ em và anh Minh sẽ cùng nhau bắt đầu nhỉ? Mình cùng nhau mổ xẻ. Đi từ bên ngoài thì nếu như mọi người nhìn sơ qua như thế này thì thấy rằng có thể thì là vỏ thùng vẫn có một cái thiết kế vuông vuông và cũng giống như Series S2. Thế nhưng khi mà chúng ta đổi qua một cái góc khác, nhìn nó cao hơn một tí từ phía trên xuống, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy là cái mặt trước của dòng 700 Series S3 nó đã có một cái phần mặt cong hơn, và nó tạo ra được một sự mềm mại khi mà chúng ta nhìn vào, và nó cũng tạo ra được sự khác biệt so với cái dòng 700 Series S2. Thì anh Minh có thể giải thích sơ một chút về cái triết lý này được không nhỉ? Thì cái phần mặt cong phía trước của dòng 700 Series S3 này thì được lấy cảm hứng từ cái công nghệ gọi là Reverse Wrap trên cái dòng 800 Series, là một cái công nghệ chế tạo thùng gỗ. Và cái mặt cong này thì ngoài cái việc mà tạo ra một cái sự thanh thoát và tinh tế hơn cho cái thùng loa, thì nó còn một cái chức năng âm học rất là đặc biệt, đó là nó có thể giảm được cái gọi là cái độ cộng hưởng cho các củ loa khi mà nó hoạt động. Thế như mọi người thấy thì không chỉ phần mặt bề mặt phía trước được bẻ cong một chút, những cái loa còn được thiết kế để chúng lồi ra ngoài phía trước và được gắn vào những cái port, thì nó sẽ giảm tải được cái tầm ảnh hưởng của cái thùng loa đến với cái chất lượng âm thanh tạo ra của từng củ loa. Thì như vậy thì cái âm hình nó sẽ rõ ràng hơn, và đồng thời thì cái chất lượng âm thanh nó cũng sẽ chi tiết hơn rất là nhiều. Hiểu ngắn gọn hơn thì với một cái chi tiết thay đổi như này thôi thì nó không chỉ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm nhìn vào nó khác biệt hơn, mà nó cũng sẽ giúp giảm thiểu đi cái hiện tượng nhiễu xạ, cũng như là những cái cộng hưởng không mong muốn đến từ âm học phòng nghe, để giúp cho chúng ta có được những trải nghiệm về âm thanh nó sẽ tuyệt vời hơn. Đúng vậy. Ngoài ra thì em cũng thấy rằng là hình như trên phiên bản này chúng ta cũng sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc hơn thì phải. Đúng vậy. Thì ngoại trừ 3 màu mà đã xuất hiện trên dòng S2, đó chính là màu Cloth Black, màu White, màu trắng và màu Rose Nut, thì chúng ta có một cái màu tùy chọn màu mới, đó chính là màu Mocha. Thì đây là một cái tùy chọn màu rất đặc biệt của Bowers & Wilkins mang đến cho cái dòng 700 Series S3 này. Tới với chi tiết thứ hai đi, thì đây là một chi tiết mà em thấy cũng rất đặc biệt. Cái tweeter on top này thì nó sẽ được làm to hơn, lớn hơn, và nó giống tương tự như là cái tweeter được trang bị trên những cái mẫu sản phẩm 800 Series. Thì mẫu Twitter on top thiết kế của dòng 700 Series S3 này cũng được các kỹ sư của Bowers & Wilkins lấy từ cái dòng 800 Series D4, là cái thế hệ 800 Series mới nhất của Bowers & Wilkins. Thì như mọi người có thể thấy thì cái phần Solid Body của cái Twitter on top này nó được thiết kế dài hơn ở phần đuôi, cũng được thiết kế nhìn nó tinh tế hơn rất là nhiều so với lại cái dòng S2 đời trước. Thì mục đích của cái chuyện này đó chính là ngoài cái việc tạo ra một cái visual đẹp hơn cho cái loa, thì phần đuôi cũng sẽ được thiết kế dài hơn để có thể mang lại một cái hiệu suất tiêu âm và tiêu tán năng lượng dư thừa ở phía sau phần tweeter nó tốt hơn rất là nhiều. Thì cái âm tweeter nó cũng sẽ rõ ràng hơn, và cái âm hình của nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với dòng S2. Và ngoài cái chi tiết đấy là tweeter on top này được làm với hình dáng giống hơn, và những công nghệ mang lên cũng là công nghệ của 800 Series, thì có một chi tiết nữa mà mọi người cũng cần phải biết, đấy là với dòng 703 S3 của năm nay thì nó cũng đã được mang lên driver tweeter on top, chứ không còn là tweeter nằm trong thùng giống như Series S2 nữa. Nên đây sẽ là một cái điểm mà có thể nói là rất mạnh và rất đáng tiền của series S3 năm nay. Ngoài ra thì ngoại trừ 702 S3, 703 S3 và 705 S3 sẽ được trang bị cái thiết kế Twister on top và Solid Body này, thì ở cái dòng loa center thì cái dòng HTM71 S3 cũng được trang bị thêm cái Twister on top và cái Solid Body này. Nó khác với lại cái S2 đời trước. Nói chung là rất nhiều những cái điều bất ngờ mà Bowers & Wilkins mang tới cho Audio File ở series lần này. Đúng. Và chưa dừng lại ở đó, chúng ta còn có một cái công nghệ nữa cũng rất đáng mà khiến cho tất cả chúng ta phải ồ wow khi mà nhận được thông tin. Đó là công nghệ nhện của dòng 800 series cũng được mang lên series 700 S3 lần này. Tức là công nghệ Biomimetic Suspension, một công nghệ phỏng sinh học để giúp cho loa driver mid của chúng ta sẽ hoạt động một cách nhanh hơn, đánh tốc độ tốt hơn và giảm thiểu được cái áp lực. Thì anh Minh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái này được không nhỉ? Ok, thì cũng chia sẻ thêm với Ngọc và các khán giả của Audio Lab, thì tất cả những cái dòng loa 3 đường tiếng của 700 series S3, có nghĩa là bao gồm 702 S3, 703 S3, 704 S3 và dòng loa HTM71 S3 sẽ được trang bị cái công nghệ là Biomimetic Suspension, có nghĩa là hệ thống chơi phỏng sinh học này của Bowers & Wilkins. Thì đây là một công nghệ được lấy từ dòng 800 series D4 của họ, và đây là một trong những cái công nghệ mới nhất của Bowers & Wilkins. Thì ở đây thì mình cũng đã đem theo một cái tiêu bản, gọi là một cái tiêu bản của hệ thống treo phỏng sinh học của họ. Thì đây là cái hệ thống mạng nhện bình thường. Thì như mọi người thấy thì cái hệ thống mạng nhện này nó được coi như là bịt kín xung quanh, và cái cuộn âm sẽ được để ở phần chính giữa này. Thì khi mà cái cuộn âm nó hoạt động thì những cái phần này nó cũng sẽ hoạt động theo. Thì bởi vì nó gần như là bị bịt kín, cho nên là nó sẽ tạo ra được một cái áp suất mà gọi là cái áp suất không mong muốn ở trong cái củ loa. Thì như thế nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất âm. Cho nên là các kỹ sư của Bowers & Wilkins họ đã nghiên cứu và họ đã dựa theo những cái cấu trúc ở ngoài tự nhiên để họ tạo nên cái hệ thống treo phỏng sinh học của họ. Thì đây là cái hệ thống treo phỏng sinh học của Bowers & Wilkins. Thì như mọi người thấy thì cuộn âm sẽ được đặt ở chính giữa. Thì ở đây họ có rất là nhiều khoảng trống, cho nên là nó không tạo ra những cái áp suất dư thừa như là ở cái màn nhện cũ. Thì như thế thì cái tiếng của cái giải mít nó sẽ chính xác hơn. Cái âm hình và cái âm trường nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Đánh với tốc độ đi nhanh hơn. Đúng rồi, cái tốc độ nó cũng sẽ nhanh hơn. Và cái chi tiết của cái bản nhạc nó cũng sẽ thể hiện ra rõ ràng hơn rất là nhiều so với lại cái dòng S2. Tới đây thì chúng ta đã có thể thấy rằng là Bowers & Wilkins đã rất là hào phóng khi mà trang bị cho những mẫu loa ở thế hệ 700 series S3 cực kỳ nhiều những công nghệ ở cái phân khúc cao cấp hơn đưa xuống, và từ đó thì giúp cho người dùng có thể dễ dàng hơn để tiếp cận với những công nghệ cao cấp mà không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền. Hoặc là dành cho những người chơi mới nhập môn thì họ cũng đã có thể tiếp cận được với những công nghệ hàng đầu đến từ Bowers & Wilkins. Và có một cái điểm nữa cũng sẽ là điểm cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video ngày hôm nay, đó là về cổng thoát hơi downfiring được trang bị trên riêng mẫu 702 S3. Thì với cổng downfiring như vậy thì nó sẽ có một vài những ưu điểm như là giải trầm cho một cái nền sâu hơn và có thể dễ dàng setup hơn trong nhiều những cái điều kiện khu vực. Ví dụ chúng ta muốn để sát tường cũng được. Thì anh Minh có thể chia sẻ thêm về cái triết lý này được không? Bowers & Wilkins cũng đã quyết định thiết kế cho 702 S3 mang cái lỗ thoát hơi mang xuống phía dưới. Thì như Ngọc chia sẻ thì điều đầu tiên nó sẽ mang lại một cái giải trầm uy lực hơn cho mẫu 702 S3, và đồng thời thì cũng sẽ tạo điều kiện cho các audio file có thể dễ dàng set up cái loa của mình hơn ở khi mà cái diện tích phòng nó không cho phép. Và để phù hợp hơn cho cái thiết kế lỗ thoát hơi nằm ở phía dưới thì Bowers & Wilkins cũng đã thiết kế một cái chân đế, một cái đế dành riêng cho 702 S3. Cùng với đó là cái hệ thống chân tinh cũng được cải thiện hơn rất là nhiều so với S2 để mang lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Như vậy là chúng ta đã có cổng thoát hơi downfiring. Chúng ta lại còn có sẵn một tấm giống như là một tấm platform được thiết kế ra dành riêng cho loa, vừa đẹp hơn mà vừa phù hợp với âm học của loa. Như vậy thì người dùng chỉ việc mua về và bày trí vào trong phòng nghe của mình thôi, chứ không cần phải làm gì quá nhiều. Và cảm ơn anh Minh đã có những chia sẻ rất là hữu ích dành cho tất cả audiophile đang muốn tìm hiểu về những sản phẩm nằm trong series 700 S3 và những công nghệ thì đã được chúng tôi chia sẻ ở trong video này. Còn về việc phối ghép và chia sẻ kỹ hơn về âm thanh thì chúng tôi sẽ hẹn các bạn trong video sắp tới, cũng sẽ là một video gần đây thôi. Chúng tôi sẽ phối ghép Bowers & Wilkins 702 S3 với những sản phẩm của McIntosh, bởi vì trước đó thì chúng tôi cũng đã có cơ hội để tới với AV Show để nghe Đồng Thành Phúc phối ghép 702 S3 với ma răng rồi. Thì đợt tới này chúng ta sẽ ghép với một thiết bị đến từ gã khổng lồ xanh để có thể tìm ra được một cái màu âm mới và có thể so sánh qua lại một chút để xem là sản phẩm nào, thiết bị nào, âm ly nào sẽ phù hợp hơn. Và anh Minh sẽ gửi lời chào tới tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Hy vọng rằng sau cái chiếc clip này thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cái dòng 700 Series S3 vừa mới ra mắt của Bowers & Wilkins. Cảm ơn Ngọc đã mời Minh đến clip ngày hôm nay để có thể cùng chia sẻ về những cái công nghệ mới của Bowers & Wilkins này. Cảm ơn anh Minh. Và mọi người muốn tham khảo những sản phẩm này có thể tới với Đồng Thành Phúc nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.